Ok lơ, chứ các bạn, mình là Subi đây. Vậy là Raid Thử Chiến mùa 21 đã diễn ra được tầm vài ngày rồi. Và mình đã leo của mình lên siêu huyền thoại rồi ấy. Nhưng mà hiện tại là mình ghép trận mình toàn gặp hack thôi. Ôi giời ơi. Thế nên là để leo cao thủ thì diễn rất là khó rồi đấy các bạn, rất là căng luôn. Nên là mình sẽ để của mình từ từ đó leo cao thủ nha. Và hôm nay là mình sẽ leo cho của người yêu mình nha các bạn ơi. Hiện tại là người yêu của mình đã lên rank Kim Cương 3 hay sao rồi, hình như là một trước được giết xuống anh này hay sao ấy các bạn ơi. Và ok, leo cho mình rồi thì bây giờ leo cho người yêu luôn. Và trước khi leo huyền thoại cho Thu Hường thì hôm nay là mình thấy game của ra bộ đồ Zenitsu và Nezuko ở trong Thanh Châu Dịch Quỷ đấy các bạn ơi. Và nó sẽ ở trong phố huyền bí đấy các bạn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ săn cho người yêu của mình nhá. Mình sẽ lấy cả hai bộ ở trong người yêu của mình luôn nha các bạn ơi. Ui, 70% rồi đấy các bạn ơi, nhưng này đen này là đỏ nhở. Ok rồi, quay, hóa ra là bán ở đây hả các bạn ơi. Úi dù ui. Đây là Nezuko ở trong game Free Fire các bạn ơi. Free Fire các bạn ơi. Wow, đồ ạ, Free Fire nhìn ảo thật đấy. Và mình vừa rút kim cương còn dư lần trước trên shop subi.com của mình và của người yêu mình rồi nè. Thì các bạn muốn bạc Free Fire hay là thử máy kim cương thì có thể vào shop subi.com của mình nha. Shop của mình có bán là Free Fire nè. Và rất nhiều vòng quay kim cương. Thế nên là các bạn có nhu cầu có thể vào shop subi.com. Link shop mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì vào quay thôi nào. Không biết là với gần 3 kim cương có đủ mua không nhở? Thì chắc là đủ đấy các bạn ơi, nếu mà thiếu thì mình sẽ rút thêm nha. Ok, thì đầu tiên để mua được hai bộ này thì mình sẽ phải mua một cái đồ bên dưới đấy đã các bạn ơi. Để xem là đồ nào đẹp thì mình sẽ mua cho người yêu mình nha. Nào, ui, cái đồ bên dưới này chả có đồ nào đẹp hết đấy các bạn. Nó chắc là mua bông keo đi, bông keo mình thấy đáng dùng hơn ý. Đó, ok rồi, đủ mua chưa nào? Chắc chắn là đủ rồi. 119 kim cương một bộ đồ thì các bạn ơi, ok mua luôn. Rồi, Zenitsu. Ok, mình đã sử được Zenitsu rồi các bạn ơi. Như vật này mặc mà mình cười vãi, không biết là như vật nào sẽ hợp với Zenitsu nữa. Rồi, bây giờ qua với Nezuko nha các bạn. Thì mua gì bây giờ nhở? Có chắc là mình sẽ mua cái katana này đi các bạn ơi. Mình nhìn con ô đồ ý. Thôi chẳng biết nữa, chứ mà mua để đủ mua cái bộ đồ này thôi. Rồi, đây chính là Nezuko nha các bạn ơi. Wow. Đúng kiểu 2D luôn các bạn ơi, kiểu Free Fire đã là kiểu hoạt hình rồi, bây giờ còn có cho cả anime vào trong Free Fire càng hoạt hình hơn thì các bạn. Đây là Nezuko thì các bạn ơi, ui nhìn hoạt hình kiểu gì các bạn, 2D cực kỳ luôn. Còn đây chính là Zenitsu thì các bạn ơi, ui đeo cái mặt nạ bảy đá này nhìn vào buồn cười vãi. Ok, thì bây giờ mình nên mặc bộ đồ nào để đi leo rank bây giờ nhở? Ok, chắc là mình sẽ mặc Zenitsu trước vài trận xong xí nữa đổi qua Nezuko sau nha. Thì bây giờ vào leo huyền thoại cho người yêu của mình thôi nào. Ok, mình đã vào trận rồi này các bạn ơi. Và mình sẽ bắt đầu leo từ Kim Cương 33 sao nha. Và hiện tại là mình đang leo cùng cách thế giới như các bạn. Úi giời ơi, cái gì vậy trời. Hình như là con team của mình một bạn chưa vào nè. Trời ơi, được bị lag nha. Bây giờ lại ghép lại trận lâu lắm ý. Trời, úi giời, có khi lại phải out này các bạn ơi. Thôi, kệ đi, out thì lại ghép lại. Và với cả là vào nè, ok. Và với cả là mình đang thấy là mặc bộ đồ này xong mang thêm cái nằm đấm long quyền, nhìn những cái bị ảo ma kiểu gì các bạn ơi. Chắc tí nữa là mình phải thả nằm đấm ra ấy. Buồn cười quá thì không hợp tí nào luôn ấy. Ok, thì bây giờ bắt đầu leo thôi nào. Mình sẽ mặc bộ đồ Zenitsu này về trận, xong tí nữa là mình sẽ đổi qua Nezuko nha. Ok, rồi xử nó luôn. Này này, vỡ đầu luôn. Trời ơi, bắn lục thì mình không có sợ đâu nha. Ui dồi, đồ đội bắn nhanh quá. Tranh tranh ra cho Zenitsu thể hiện nào. Đây, e cho cứu ma cứu. Ok, rồi. Hình như là cái bạn cuối cùng là ở bên cái bạn đội mình bị bắn kìa. Ui, cân 2 luôn kìa. Ui vãi, đừng bảo là bạn đó cân 3 luôn nha. Kẻo các bạn số 3 tinh mình ra đấy bị bạn đó giết luôn đấy. Ok, thì bây giờ là mình sẽ mau chóng chạy qua đó để còn giành chiến thắng cho team của mình nha các bạn. Ok, từ từ, cẩn thận. Không là nó cân 3, cân 4 nó toang luôn. Ok, xác định vị trí rồi nha. Thì bây giờ là lên để giành chiến thắng cho nó các bạn. Rồi, à đây. Ui, Orion luôn nè. Ok, mình cũng có nhưng mà mình chưa có EB. Ok rồi, ôi, headshot. Mình còn chưa kịp thấy địch đâu mà đội mình bắn nhanh quá các bạn ơi. Chưa kịp ăn kill gì luôn ý. Ui, thì cái team này bắn cũng chiến phết đây. Ok. Đây, team bực mạng chứ. Ui, bạn kia triple kill luôn. Mình kết qua kill của bạn đó. Không biết là của Hương của cái nằm đấm nào nó hợp hơn không. Chứ cái nằm đấm long quyền nhìn nó cứ bị sao ấy các bạn ơi. Ok, rồi bắn nhanh trận này tính ra đổ nằm đấm nào. Phải nhớ không sợ ra sảnh lại quên đấy. Ok, trời ơi, trận này đội mình bắn ghê khoái các bạn. Trận Buja đầu tiên. Ok, đổi nằm đấm thôi nào. Chắc là thả nằm đấm luôn đi. À, từ có cái hỏa quyền nhìn hợp này các bạn ơi. Rồi chắc là đổi cái sang mặt khác đi. Chứ mặt này nhìn nó cũng hơi kỳ.
ở trên mặt vàng vàng đi. Ok, uầy, nhìn đường máu luôn đấy các bạn ơi. Mình vừa vào tìm cách trên kênh thế giới đấy các bạn, bởi vì là tin vừa nãy mình thấy có bạn bắn kiểu toàn headshot đấy các bạn ơi. Mình có thấy sợ sợ ấy, nên là mình không dám chơi team đó nữa. Mình thấy ranh ranh kiểu mình có đánh bạch kim thôi mà bắn khá là chiến luôn ấy, nên là mình cũng khá là sợ. Bởi vì là để bây giờ mà chơi với một người mà dùng phần thứ ba thì mình sẽ bị ban đồng ấy các bạn, nên là mình không có muốn chơi với hack đâu. Thọ thực sự. Ok ok. Này này, ui dồi, từ. À bạn này có Dimitri luôn này, khá là ok luôn. Có bạn support kiểu này cũng khá là được đấy. Trời ơi, nhưng mà mình bắn nãy giờ chả được kill nào ấy này. Trời ui, từ. Chạy đâu. Ui từ. Thế mình bắn nãy giờ đại cái đi đâu ấy, trời ơi. Này này, ok. À đây đây nữa. Phải giết được nó, mình sẽ không để nó giết được mình đâu nha các bạn. Này này này, ok. Trời ơi, quả này mà chết thì buồn lắm. Hai đứa còn lại bên team địch đang bắt đạt đồng đội mình bên này nè. Trời ơi, hai đứa bắt đạt một đứa sao? Ok, Subi qua giải cứu đây. À không phải giải cứu mà nó qua trả thù, bởi vì là bạn đó tạch rồi mà. Ok, rồi đâu rồi. À đây 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 rồi. Úi giời ơi, uầy, one shot luôn. Các bạn có nhìn thấy cái gì mình đang thấy không? Hở cái đầu nè. Trời ơi. Cái đầu bên trọng không đúng hiểm và lại hở cái đầu ra để cho mình bắn hết chọt như thế. Ok, coi gạt luôn nào để xem có gì quý báu nào. Ôi, không có gì sao. Ui, cháu Tokuda đã đang bắt lại đồ mình trên này. Ok, à, không phải, đây là Phan Khánh Linh mà, có phải cháu Tokuda đâu. Cháu Tokuda đang bắt lại bên kia. Trời ơi, mình bắn nhầm người rồi, xin lỗi nha. Nhưng không sao. Ok ok, qua xử lút thanh niên kia thôi là các bạn ơi. Nó lộng hành nãy giờ luôn ý. Ủa, ở đâu ấy ta? À đây đây. Trời ơi, để mình đi tìm nãy giờ. Ok, ui, ô, cháu Tokuda bị kia giết rồi à? Không phải là mình giết à? Các bạn xem mình trình diễn xước nè. Trời ơi, đi trên đầu bạn đó nãy giờ luôn đấy. Ô, oh, đây 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 đây. Úi ôi, không à, giờ không mua vé mà đó đi xem xiếc à. Ok, ô, chạy đâu rồi? À đây đây, úi dồi. Này này, trời ơi. Ui, mình bị Orion phát bất tử luôn. Đúng là Orion có kỹ năng bất tử mà. Trời ơi, nó không làm gì mình luôn ý. Ok, còn hai người thôi các bạn ơi, trở lại thẳng 4-0 luôn nha. Đấy rồi, thính là của mình. Từ từ, trả thính đây. Ui, uầy uầy uầy. Vẫn giết được đồng đội mình sao? Ok, còn người nữa thôi các bạn ơi. Đây đây. Ui ui. Thế rõ ràng là hở mà cái quả keo nó lừa thật sự luôn đấy. Ok. Ui, chạy nhanh thật đấy. Chắc là nghe tiếng lựu đạn sau thì chạy gấp không là chết. Đấy. Ui trời, đồng đội mình giết rồi. Ok. Trời, trận này 4-0 luôn. Rồi, và kim cương 3 5 sao thì các bạn ơi, sắp lên kim cương 4 rồi. Ok, thì mình vừa quát thẻ để chuyển sang con gái rồi này các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ mặc bộ đồ Nezuko nha. Mời đẹp. Ok. Rồi, trời đấm đấm cái gì trời. Ồ, bây giờ là mình lại tiếp tục leo vào team khác nha các bạn ơi. Bởi vì là nãy mình đổi đồ lâu quá trong team của mình thế. Thì các bạn sao mình phải mời lại team khách kỳ dưới các bạn ơi. Ok, này này. Ui ôi, trời ơi. Không hiểu sao nha, đổi sang nhân vật nữ là mình cảm thấy bạn không quen nha. Kiểu như là mình chưa bây giờ nam suốt cũng đổi sang nhân vật nữ kêu ăn cái kiểu gì các bạn. Hơi đủ hết, cũng chỉ là do cảm giác thôi. Ở kì đấy tính con lựu đạn mà. Rồi bây giờ còn bạn tốt hơn nhá. Ra đầu hơi lỗi, chưa thiện được gì cả. Mình đẩy sang cả nhà địch luôn này các bạn ơi. Có chú em ở trên này nè, không chạy thì chết luôn. Ở kì ơi, được 181 máu đi các bạn. Ok, đẩy lên luôn đi các bạn ơi. Ui dồi, bo vào rồi không chạy đi trời. Ơ kìa, không đường lên rồi. Không biết nó nhảy, có nhảy xuống không nhỉ? À đây rồi, úi trời ơi. Đằng nào cũng phải nhảy từ lãy luôn đi cho đỡ mất thời gian coi. Này này, ok đằng sau nữa. Ok cần 4 luôn các bạn ơi. Rồi, ok còn 1 người nữa thôi này các bạn. Từ bình tĩnh. Nó đâu người ta? Rồi, nguy hiểm thế nhờ, không biết nó ở chỗ ở đâu luôn thì các bạn. À kia rồi. Rồi sẽ bò vào đâu nào, bò vào hướng mình sẽ có lợi cho mình ý. Ui, bò ở bên nó kìa. Ơ, cái gì đây? Ủa, đằng sau lúc nào vậy các bạn ơi? Gì cái ấy? Gì vậy trời? À, kỹ năng Sentinel này. Trời, không được ý. Ui, ẩu quá. Tới số rồi con dai. Hở ra. Bắn bay cả giáp luôn. Đứng ở trên này bắn bao thích luôn đấy các bạn ơi. Úi giời ui, đằng sau nè. Ui, không để ý luôn đấy các bạn ơi. Má, vô tư thế nhở, lạc quan thế nhở. Ok, còn hai người nữa thôi. Ui, hình như là một đứa nó chạy đằng bên Black kia bị bắn chết rồi hay sao đấy các bạn. Ơ, còn một người thôi này. À, hình như chân mình sao ấy, mình nghe chỉ chân đấy các bạn ơi. Ok, xuống luôn nha. Đúng rồi. Ok, thôi xong bạn rồi, 4-1 luôn này. Úi dồi ôi, trời ơi.
sợ rồi. Này, ơ kìa, trời ơi, thù sao được, chung là cũng thắng rồi các bạn ơi. Cái pha này không được kill nhưng mà cũng gần chết. Ok, lên kim cương 4 này các bạn ơi. Uầy, sắp lên huyền thoại rồi. Bên dưới đang đông vui quá, sự góp vui luôn. À, còn có một người thôi sao? Không sao, cũng đủ góp vui. Round 2 team được chưa có tiền mua giáp, cầm AK đi. Vậy thì trời ơi, PV là đủ chết rồi. Ok, ok, trời, không chạy là chỉ còn chết thôi. Bởi vì là AK xảy ra cũng đau ấy các bạn. Đây, đây. Này này, trời ơi, đừng muốn vào đầu, biết cuối không vào đầu, trời. Ok, còn hai người thôi này các bạn. Đây, đứa này, úi dùi. Thê, vặt tay vào giáp nhờ, vẫn rất là khỏe rồi các bạn ơi. Cái round này mua AK thì địch không đỡ được đâu các bạn. Quá đâu ấy ta, mình thấy nó trên máy nhà mà sao giờ chẳng thấy đâu ấy này. Hình như nhảy cuối hay sao ấy. Ok, cần bố luôn đi các bạn, khi cuối sẽ là của mình. Quá đâu ấy, muốn tưởng nhảy xuống rồi chạy nhanh nhờ. Ui, tè thật đấy, chạy đâu ấy ta. À đây, vẫn trên nóc nghe, tưởng vẫn chạy xuống rồi chứ. Trời ơi, lừa thật sự luôn. Này này, đánh lừa thị giác, đánh lừa thính giác à. À, bạn là đến giao đồ cho mình này. Ơ kìa, từ. Ui, sao ngồi im này trời. Này này, ok, từ, xin khởi đúc nha. Uầy, khởi đúc các bạn ơi. Rồi, hai khẩu luôn này, nhưng mà thôi, mình sẽ cầm một khẩu thôi, không tham lam. Xin một khẩu thôi nha. Ok, người sẽ đúc cho mình các bạn. Ok, thì bây giờ là mình tặng lại bạn đó đại của ấy đúc nha. Trời ơi, từng đồng đội bạn cho khẩu ấy đúc thì mình tặng lại bạn đạn của ấy đúc. Trời, thích thế mà gì nữa. Nào, hé đầu ra. Ủa gì đấy, hình như đây hỏng xe hay sao các bạn, không phải là nó. À đây đây. Trời ơi, lúc nhanh thật đấy. Nào, một viên thôi, chỉ một viên duy nhất. Ui, không phải à, hai viên rồi. Ui, chỉ một viên duy nhất chứ. Nó nhảy vào hết trong nhà ấy này, trời ơi. Ui, 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 tầng 2, tầng 1 đều có này. Ui, chết rồi. Chết. Này, này, chết là sao được. Ok, chết là sao được. Ok, đổi sang 1.7 bắn cho các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ trổ tay về 1.7 cho các bạn xem nhá. Rồi, tạ đây đây. Ui, kìa, trời ơi. Má ngựa quá trời, tiến nó. Nó núp đấy vì không, trời. Hay đột ngột nhưng mà không đạt được đội mình thắng này các bạn ơi. Tức là chiếc trổ tay 1.7 cho các bạn xem được. Ok, kinh cương 4 2 sao này các bạn. Ui, các bạn biết gì không? Mình vừa mới cái thế giới mà mình bất ngờ gặp cả các bạn ở bên team địch vừa nãy nè. Các bạn đó bảo là vào cái thế giới. Ui, trùng hợp vãi, có duyên vãi. Ok, tôi leo cùng luôn nha. Ui, bạn này vào cái thế giới luôn ý, ảo thật đấy. Trời ơi, mình không có hề mời đâu nha. Uầy, team mình tận màu tím, còn team địch tận màu xanh thì các bạn ơi. Ok, để xem là tím hay xanh sẽ thắng đây. Mình đi đường này chắc là để không biết được các bạn, chắc là bất ngờ lắm đấy. Ok, tiếp cận luôn nha các bạn. Đấy rồi, đấy rồi, đấy, biết ngay mà. Trời ơi, chơi game không nghe tiếng chân hay gì vậy trời. Chắc là chơi game kiểu tắt loa thật sự mẹ gai hay sao ấy. Mình đi thế không biết từng chân, không biết là mình đi bên dưới luôn. Mà bây giờ là có cái kiểu hiện trên cả đầu đồng đội nước cơ mà sao không để ý nhờ trời. Ok ok, còn đường cuối thôi các bạn ơi. Uầy. À. Úi trời, trời ơi, không đằng này thì đằng khác. Bạn kia cứ hờ hờ nhở, ngứa mắt thế nhở. Này này, úi ờ. Và bạn tí đêm một rồi vẫn ăn được kill này. À đây rồi, xin kill nha. Ui trời, mình lỡ KS rồi. Tính là hỗ trợ tôi mà lại KS của team mình rồi các bạn ơi. Không cố ý đâu, mình chỉ cố tình thôi. Ui, này này, ô kìa. Trời ơi, còn team máu luôn này các bạn ơi. Mình ghét của team thì bây giờ team KS lại của mình. Trời ơi, sao team bắn lệ vậy trời. Ok, xin một kill, trời ít nhất phải được một kill. Rồi rồi rồi, kinh cương 4-3 sao các bạn ơi. À, tình đi móc à, trời ơi. Đấy có vẻ là hiên ngang nhờ. Ok ok, nào còn ai nữa không nào. Ui khó chịu, khó chịu. Ui rồi. À, đây. Ok, đổi đối thủ liền. Đó. Từ từ, nếu mà thanh niên kia là không nói đầu ra thì mình sẽ đẩy về đằng bên giữa nha các bạn. Ok, rồi đi đây. Chắc là trong lúc mình chạy qua đây thì nó cũng chạy qua thôi các bạn ơi. Bởi vì là nó là sao mà đứng im, đồng đội nó bị bắn thế được. Thế nên là thích qua đây thôi. Và mình cũng đang không biết là cái đứa con lại ở đâu cơ. À, bên này. Trời ơi, tồn dai rồi đấy. Này, ơ kìa, ui. Bắn, ui, đây, hóa ra ở đây à. Uầy, khẩu BMP kìa, ok, bắn nó để xin khẩu đó nhá. À đây rồi,
Ôi, lòi ở đây nhanh thật đấy. Ok, xin khẩu súng nha. Ui, đúng nguyện vọng của mình luôn các bạn ơi. Rồi, của mình đã cân bao rồi đấy. Ui, vãi bạn kia cũng bị đỗ rồi kìa. Thôi thì đây là cơ hội mình cân 4 nha các bạn. Ok ok, đây là cơ hội để cân 4 của mình nha. Đến xem là mình cân 4 được không nhá. Quả này thua thì toang lắm ấy. Làm chết thì thôi xong. Để không chết được. Ok, rồi cân 4 luôn. Team địch tính đi móc này thì bây giờ là mình sẽ đi móc lại luôn nhá. À, nó để ý mình luôn. Ok, rồi. Đoán ơi, đúng vãi biết ngay mà. Trời ơi, mình đoán biết ngay là team nó đi cả lũ bên này mà các bạn. Ok, cứu được nè. Uầy, vãi là bắn mình xem nó bỏ chạy luôn kìa. Uầy, có một người thôi á. Vì vậy, bắn chiến vậy sao? Ok, một người cuối cùng đâu rồi nào? Mình sẽ phải xử nó, mình sẽ phải xử nó. Đâu rồi, ui, bạn kia bắn ghê quá. Hình như là tính này sẽ có Gora thì các bạn ơi, mình sẽ lấy Gora để bắn nhá. Này này, ok ok rồi. Có Gora luôn nè, Gora X, mình rất thích bắn khẩu này luôn các bạn. Ok, trời ơi, sự thanh niên ở xa rồi nè, thì bây giờ chắc là có những thanh niên ở gần thôi các bạn. Rồi đâu ai, sự thanh niên cover của team nó rồi ấy, thì bây giờ xử những nòng cốt trụ cột của team nó nhá. Đâu rồi. À đây rồi, còn một đứa rồi nè, ui thế thì mình đi. À, làm hướng xong mình kiểu bao vây team địch ghê quá trời ơi. Ok, ui trời ơi, không đến được mình rồi. Mình sẽ leo lên lóc ngồi bắn nha các bạn ơi. Rảnh quá thì làm gì, thì lên đây chứ còn gì nữa. Ok, thì mình sẽ ngồi lên đây và để xem là có ăn được kill nào không nha. Để xem có ích cho team không nha các bạn. Kéo lên đây chưa kịp lên mà đủ lượng bắn thắng rồi đấy. Ui trời ơi, là hơi cao rồi. Nhưng mà không sao, mình có tiếp tế ba lô. Nên là keo mình không thiếu các bạn ơi. Rồi, một bắn là đủ rồi, ok rồi. Trời ơi, đặt 5 quả keo luôn. Chẳng bù cho cái hần kì mình đặt có tầm 2 quả đến 3 quả thôi các bạn. Ok, bây giờ mình ngã xuống đây là khỏi lên đấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi qua đây nha. Mình nghĩ là sẽ có người đấy. À kia rồi, biết ngay mà. Bởi vì là bên kia yên tĩnh, thế bên này sẽ có người ấy. Rồi, mời bạn kia lên này con cứu đi nào, để mình ăn kill nốt nào. Bất ngờ lắm đấy, trốn sau thúng rồi mà vẫn bị bắn này. Chắc là cay lắm đấy. Này thì cứu à, ui, trời ơi. Ok, kinh công 4 sao đấy các bạn ơi, 2 trận nữa thôi. Không hiểu sao ra lục là ra mình tự tin nhất đấy các bạn ơi. Lúc nào là mình cũng cầm đầu đội quân luôn. Úi ơi, biết ngay mà, trời. Nó sẽ không để ý đằng khác đâu các bạn. Bởi vì là nó chỉ nhìn bên ý để nó xem là có ai đấy quan bản nào không. Nên là đứng ngồi máu rất là vay luôn. Ơ kìa. Đây. Ui, không sao. Kỹ năng thật ăn vật. Từ, hình như là có người ấy. Úi dồi ôi. Ok, uầy, gạt được không nhở? Úi, không kịp gạt rồi các bạn ơi. Úi, một đối tượng nữa này. Trời ơi. Uầy, vãi, team địch gần chết rồi này các bạn ơi. Ok, uầy, team mình vẫn nhanh quá ấy. Rồi, chạy đâu con sâu. À đâu, con khủng long. Ừ, chạy đâu con khủng long. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Úi, uầy, khủng long. Thử khủng long thì nhanh thế nào chứ. À, team địch làm qua tranh thính à. Nào, để xem thính của ai nào. Và win là của ai nào. Ok, chắc chắn là thắng của team mình rồi. Áp đảo thế này cơ mà. Ui ôi, 3 kill rồi này các bạn ơi. Ui, 4. Ui, vai, mà kia cái ác kìa. Trời ơi, suýt được qua kill rồi. Đấm cho trận rồi. Qua xử team địch luôn nha các bạn. Để thắng luôn nha. Bởi vì là huyền thoại đang tới gần rồi các bạn ơi. Ok, ok. Ui. Này, ô kìa, trời ơi. Ui, thôi xong. Kia lại thua một round rồi. Không biết là team mình có xử được không đây. Ui, không biết họ cứu được mình không nhở. Nó không gạt mình luôn đấy các bạn ơi. Ok, cứu được không. Ui, cứu được. Ok, ui, bong kia bạn kia đẹp vậy, lấy đâu ra vậy. Ui, trời ơi, nó không gạt mình luôn. Rồi, thắng rồi các bạn ơi. Ui, ok. Trời ơi, chưa đến lượt mình luôn. Má đang phải hồi máu. Kim cương 4, 5 sao. Rồi, coi trận cuối nữa thôi các bạn. Vì đây là trận cuối rồi nên là mình sẽ bắn thật là chắc tay để thắng thật là nhanh đấy các bạn ơi. Ok. Này, ui. Phố này. Ok chưa. Nào, cản trở giao thông thế nhở. Mẹ, trời ơi. Cản trở nên là mình không thể ăn được kill thêm. Vì trận này không có UMB nên là mình sẽ quyết định là mua AK để bắn tầm xa luôn các bạn. Cầm AK sấy nét dép vào luôn nha. Ok. Này. Đi nữa. Ok nào. Hế đầu ra. Ui không dám nữa. Quá. Sao vậy? Trời ơi, đi hồi máu đi. Mình nói hế đầu ra nó cũng hế thật à. Có lẽ là bên trong này không cần mình nữa rồi. Nên là mình sẽ qua bên ngoài bắn nha. Ok. Rồi, để qua luôn. Ui bạn kia nằm hết tội thế. Ok rồi. Một người nữa. Ui
Vãi, ơ kìa. Trời ơi, Kester lên trời xong bị úp mặt xuống đất. Đục thật sự. Chắc có lẽ là phải thắng luôn thôi các bạn ơi. Và ra cuối này là mình sẽ trổ tay bán một tấm bài lại cho các bạn xem nha. Ok. Ôi, nhưng mà chưa thấy địch đâu. Bạn này bị bắn rồi, bị mất rồi. Đáng lẽ là kick của mình đấy. Ui ôi. Trời ơi, tự nhiên nhảy ra hồ báo vậy. À đây đây, này là solo. Ui, này, ui dùi, trời ơi, chọt luôn. Ok, thắng rồi các bạn. Rồi, vậy là mình đã chính thức lên danh điện thoại cho người yêu của mình rồi đấy các bạn ơi. Các bạn muốn video sau mình cũng leo rank cho các bạn không? Đừng quên comment dưới nha. Và các bạn đừng quên hóng chờ video leo rank cao thủ và đại cao thủ trong Axumi TV của mình nhá. Và đừng quên cho mình xin một like với kênh và đừng quên bấm chuông để nhận thông báo ra video nhá. Còn bây giờ thì bye bye.